thưa quý vị và các bạn những năm qua thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện mù căng trải đã phát huy tinh thần đoàn kết bản lĩnh chính trị đạo đức lối sống và phong cách làm việc ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thành công lớn nhất trong thực hiện chỉ thị 05 tại huyện vùng cao này là đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ đảng viên việc học tập và làm theo lời bác đã trở thành việc làm thường xuyên liên tục đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trách nhiệm với công việc, gần dân để hiểu dân và để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Điểm nhấn trong triển khai chỉ thị 05 tại huyện Mù Căng Trải là xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nhiều triển khai đồng bộ xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo bác, nên 6 năm qua, các mô hình điển hình tiên tiến tại huyện Mù Căng Trải tăng theo các năm giai đoạn 2021-2025, toàn huyện đã xây dựng và đăng ký 46 mô hình cấp tỉnh, 241 mô hình cấp huyện, 146 mô hình cấp xã. Qua cái quá trình triển khai thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì hiện nay trên địa bàn xã 4 đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là các hộ gia đình rất chủ động, tích cực tham gia thực hiện các mô hình về phát triển kinh tế xã hội. Ngoài việc chăn nuôi, lợn, theo mô hình nghị quyết 69, sẽ thực hiện thêm các mô hình như là trồng su su, bí đỏ, khoai sọ, mía, ngô nếp tí hon thì là hầu hầu hết là các hộ gia đình là rất rất chủ động tham đăng ký tham gia với đảng ủy hàng năm thì các mô hình này đều cho thu nhập cho các hộ gia đình từ 100 đến 150 triệu. Cái đồng hoa hồng rộng trên 19 ha lớn nhất tỉnh Yên Bái này vốn là đất trồng lúa của người dân ở xã Nậm Khát. Nhưng nhận thấy điều kiện thời tiết phù hợp với việc trồng hoa, huyện Mù Cang Chải đã thành lập hợp tác xã trồng hoa người dân cho thuê đất, đồng thời có thể làm thuê chăm sóc hoa cho hợp tác xã. Hiện nay hoa hồng của Nậm Khắt được thị trường ưa chuộng, mang lại thu nhập gần 1 tỷ đồng trên hecta và tạo công việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đây là mô hình chăn lợn bản địa của anh Sùng A Páo ở bản Chống Là, xã Hồ Bốn và là mô hình được đăng ký cấp tỉnh về học tập và làm theo bác của xã Hồ Bốn. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến nay trong chuồng của gia đình anh lúc nào cũng có từ 60 đến 90 con lợn. Riêng năm 2021, gia đình anh đã bán ra thị trường gần 5 tấn lợn hơi cho thu nhập trên 250 triệu đồng. Hai vợ chồng đang suy nghĩ là mình làm cái gì thì mình cũng không có đủ điều kiện vốn. Nên em mới quyết định chọn là để làm cái uh, chuồn trại cái mô hình này để làm uh, nuôi lợn đem. Hiện tại bây giờ thì trong chuồn lại của em thì có khoảng là 5-60 con thì trong năm 2021 thì nói chung là dịch Covid mình cũng không bán được có giá nhưng mà em đã bán được khoảng 3 4 tấn lợn. Ở ừ, nhưng mà do đầu vào nó cao quá nên là năm nay thì nói chung mình không bán lãi. Thì nhưng mà mình cũng phải cố gắng bởi vì, vì cái đấy là công việc của mình mình phải duy trì. Không cam chịu cảnh đói nghèo, năm 2014, ông Sùng A Khua ở bản Đê Sủa, xã Lao Trải đầu tư mua vịt siêu đẻ trứng về nuôi. Năm 2022, ông nuôi thêm gà siêu để trứng, đầu tư xây chuồng trại, nuôi thêm lợn đen bản địa. Vừa làm vừa tích lũy, vừa mở rộng mô hình, đến nay ông Sùng A đã có trên 700 con gà ngàn các loại, 15 con lợn, 8 con bò, 3 con trâu cho thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng. Thôi, Bác Hồ từng căn dặn người dân phải tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, nên tôi đã tận dụng diện tích đất của mình để phát triển kinh tế hộ gia đình với mong muốn có một cuộc sống ấm no. Tôi sẽ tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của bác bằng những việc làm thiết thực, trong đó chú trọng đến phát triển các loại vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để ngày một phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào công tác xóa so đói giảm nghèo của địa phương. Phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có, nhất là những thử dụng bậc thang anh Giang A ở xã Lạp Bán Tần là người đi đầu mở dịch vụ homestay để đón du khách đến trải nghiệm, khám phá cảnh quan thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa của đồng bào Mông nơi đây. Hai vợ chồng ấy thì trước kia thì là mở homestay đấy, thì với một cái quy mô cũng khá là nhỏ. Tuy nhiên là cái số lượng khách thì đến cũng rất là đông và rất là điều. Thì hai vợ chồng cũng nghĩ rằng là để để đáp ứng được cái lượng khách hàng đến đây thì đã dồn hết toàn bộ cái số tiền đầu tư vào cái homestay này và hiện tại thì đã có 9 cái phòng riêng đấy, và một cái phòng xây Việc thực hiện chỉ thị 05 để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Có sức lan tỏa trong thực tiễn và mô hình tiêu biểu nhất Tạo dấu ấn đậm nét nhất để nhân dân ghi nhận là mô hình ngày cuối tuần cùng dân Mô hình này được phát động lần đầu tiên vào năm 2019 Và là mô hình tiêu biểu thực hiện chủ đề học tập và làm theo bác năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân sau 3 năm triển khai, mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã thực sự đi vào nền nếp và là hoạt động không thể thiếu của cán bộ đảng viên công chức viên chức trong huyện. Cán bộ xuống cơ sở cùng làm với dân sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trong nhân dân, đồng thời nghe dân nói, cùng dân thao gỡ những khó khăn vướng mắc, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hơn. Có mời gì Tôi đã 80 tuổi, nhưng hôm nay thứ Bảy tôi thấy cán bộ đi làm cùng nhân dân đông lắm và vui lắm nên tôi cũng đi làm cùng cán bộ, tôi cảm ơn đảng, nhà nước nhiều lắm. Để phát huy hiệu quả của mô hình, huyện ủy Mù Cang Trải đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phụ trách các khu, cấp ủy huyện, phụ trách xã, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mô hình đạt kết quả. Sau 3 năm triển khai ngày cuối tuần cùng dân, mô hình đã đạt được tất cả các yêu cầu đề ra. Bằng những buổi trực tiếp xuống cơ sở, các cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng dẫn hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ năm 2020 và năm 2021 đã có 2.327 lượt ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện và cấp ủy cơ sở tham gia sinh hoạt với đảng ủy, tri bộ trực thuộc. Trong đó, 140 lượt trưởng phó cấp huyện, 185 lượt ban chấp hành cơ sở và trên 2.000 lượt cấp ủy cơ sở tham gia sinh hoạt. Cùng nhân dân đổ bê tông được gần 35 km đường giao thông nông thôn rộng 3 m và gần 140 km đường giao thông đặc thù, duy trì trên 26 km đường điện thắp sáng đường quê, 77 mô hình tuyến đường tự quản, trồng trên 15.000 cây xanh, trên 80 km đường hoa tại các bản tổ dân phố. Tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện giảm 8,28%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tạo tiền đề để huyện Mũ Trải đạt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra.